Được. Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trương Mỹ Nghệ phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là buổi tối ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ 6. Thứ 6 máu trẻ của team. Vẫn là như mọi khi thôi, mỗi buổi tối thì em Minh lên một clip và chia sẻ mọi người một số cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Các bác đang nhìn trên màn hình các bác, đây là bộ ba ông đi lặn được chế tác trên đây, là những cái rễ bách xanh. Em được vừa rồi em có mua được mấy cục gỗ bách xanh thì em có lọc được ba cái rễ. Cái rễ là bách tím mọi người, được ba cái rễ bách tím thì em làm lên ba cục của di lặc, ba cục di lặc. Cái này thì hàng nó cũng không to đâu mọi người ạ, nhưng mà được cái gỗ như là hàng thửa những cái rễ thơm lắm mọi người ạ, thơm dã man luôn. Anh em mà chơi bách Mộc Châu thì cực kỳ thích. Và những cái rễ em cắt ra em lọc hết những cái phần lũa liếc rồi, em lấy cái phần nào đặc nhất và đẹp nhất để em làm nên bộ ba ông Phúc, bộ ba này ba ông gì lại rất là đẹp đây. Bộ đúng một bà, bộ ba mọi người nhé, đúng bộ ba luôn. Hai ông tay cho đây ông này đứng ở giữa đấy, em mặt như này đấy, làm rất là đẹp. Thì cũng chia sẻ với mọi người như này, đây là bác nào mà chơi gỗ bách Mộc Châu rồi thì mọi người sẽ hiểu về gỗ bách này đấy. Còn về cái mùi thơm em đảm bảo mọi người đẳng cấp về mùi thơm mọi người nhé. Hàng nó là những cái rễ bách tím rất là đẹp. Các bác chỉ nhìn cái chất vân này mọi người thấy là tuyệt vời. Thơm lắm mọi người ạ. Thơm cực kỳ thích luôn. Đây. Thơm cực kỳ thích luôn các bác nhé. Cực kỳ thích, em khẳng định là một lần nữa là cực kỳ thích và cực kỳ sướng luôn. Nó có 3 pho thôi. Đúng đơn giản thôi, vì cái cục gỗ bách mà để làm một pho này thì trung bình nó rơi vào tầm khoảng 300.000 một cục. Bọn em riêng cái phần đi thuê một cái mặt như này, mọi người hình dung một cái mặt nhỏ xinh xinh này là thợ làm mặt người ta lấy 250 cái mặt này mọi người ạ. Em không dám nói sai đâu, một cái mặt này bọn em đi thuê là 250. Mọi người nhìn cái mặt giúp em đó, mặt rất là đẹp mọi người nhé. À, mọi người nhìn này, anh em sưu tầm bộ bách thì chơi một bộ để ấy thôi. Mọi người nhìn này, đó. Bây giờ tiền công và tiền làm tiền gỗ và tiền làm mặt tiền sơn nó đã rơi vào tầm hơn 600.000 rồi. Cái này em làm ra với mục đích là để cho các bác nào cần thích những gỗ bách và có những không gian, những cái vị trí nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi người trưng bày ba cụ lên cho nó đẹp. Ví dụ như những cái vị trí mà trang trí cho không gian thì các bác những vị trí nào nó trống ấy, thì mọi người bày ba củ lên, em đảm bảo là rất là thơm và rất là đẹp luôn, khẳng định luôn mọi người nhé. Và đây là hàng tuyển chọn từng cái cục gỗ một, em làm em mua được có mấy cục bách thôi, em tuyển chọn từng cục một luôn. Thì em sẽ đo kích thước đại diện một cụ này thôi nhé mọi người nhé. Cao trung bình là 20 đi, rộng là 11 và độ dày là 8 phân. Cao trung bình 20, rộng 11 và dày 8 phân, có 3 cụ. Thì em cái này em sẽ bán bộ bởi vì không bán lẻ được mọi người. Nhìn thợ đục là đục này, cái dáng như này là đục đúng cái dáng là đục 3 cụ luôn. Mọi người trưng thì em xin giao lưu mọi người, em chỉ xin mọi người là cái giá em bán cho mọi người một cụ này là tiền đủ cái tiền công nhà làm thôi, công thợ nhà làm thôi, là 850k một cụ mọi người nhé. Và bán cả 3 cụ giá chuẩn chỉ không ship, 850k một cụ, ba cụ mọi người nhân lên giúp em. Hàng ngày thì anh em nào thật sự đam mê gỗ bách thì chơi, em đảm bảo là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà cái giá trị những cục gỗ này là mang lại cho mọi người là rất là cao, và mọi người bày ở cái vị trí nào trong không gian này mình cũng đẹp. Mọi người nhìn cái phần diện mặt giúp em này, tuyệt vời luôn mọi người nhé. Đây là hàng đục nhỏ xinh thôi, nhưng mà thuê hẳn thợ làm mặt riêng chứ không đục vớ vẩn nào. Mọi người nhìn này, đó, tuyệt vời luôn ạ. Và đây là hàng thửa gỗ, cái vân mọi người nhìn cái vân tím này, vân tím bách tím Mộc Châu à, rất là nhiều dầu luôn đấy, đặc lã. Em xin phép để đây luôn, 850 một cụ mọi người nhá. Công cái thì em chẳng tính công của em đâu, em tính đủ công thợ thôi, cho anh em mà thực sự đam mê và sưu tầm. Em sẽ tiếp một sản phẩm nữa để chia sẻ cho mọi người một bức một bức rắn gỗ cẩm lông chuột hàng VIP, hàng này hàng VIP mọi người nhé, vừa xong
anh em là tuổi Dần mà đang cần tìm một phòng Dần thật sự là đẹp, mà mọi người sưu tập nặng lắm ạ. Vì mọi người nhìn cái gỗ của em làm đây, mọi người chỉ cần thẩm cái đế gỗ này thôi thì các bác biết, đã biết đây là một sản phẩm cực kỳ đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Em sẽ đo kích thước trước, xong rồi sẽ quay cho mọi người cái chất của cái cục cẩm này. Đây là trong một lô cẩm vài tạ chỉ được vài cục có cái chất như này thì mọi người nhá, không có nhiều. Nhưng anh em đam mê thì chơi. Cái chất này nhiều khi trên thị trường người ta hay gọi là hàng thuốc độc ấy. Hàng thuốc độc mọi người. Cao 55. Rộng là 24. Và độ dày 20. Cao 55 rộng 24, dày 20. Tuyệt vời luôn đấy các bác ạ. Mọi người xem và mọi người ngắm. Nhìn qua là thấy phê rồi. Phê thật sự đấy mọi người ạ. Liền khối 100%. Gỗ thì nó là hàng đỉnh cao về chất gỗ cẩm rồi. Phê 5. Ngày này bị xước một chút cho cái gì nó cỏ. Cái này thì em sẽ xoa lại cho mọi người. Không có một tí lỗi vết nào luôn nhé. Anh em nhận hàng kiểm tra, lỗi vết trả lại em. Nhưng hàng này thì phê luôn. Cục gỗ tròn nổi luôn. Một cái rễ. Chất này mọi người không chơi thì em thật sự là hơi tiếc đấy ạ. Hơi tiếc luôn, nên mọi người sưu tầm thôi. Các bác nào sưu tầm thôi. Sưu tầm những cái cục cẩm đẳng cấp về mọi người trưng trong không gian nhà mình. Sưu tầm, em gọi hàng sưu tầm. Về trưng đâu nó đẹp, của những bức này thì về càng ngắm càng chất mà. Đây là thuộc dạng kiểu lông chuột này, nhưng mà nó đẹp hơn cả lông chuột. Nó cũng rất là nhiều lu luôn. Đó. Đẳng cấp nha, đẳng sở cấp nha. Đẹp để chia sẻ mọi người thôi. À, bức này em Minh xin giao đi mọi người, giá cũng rất là êm ái mềm mại vì liền khối và cục gỗ cẩm đặc xịt. Và gỗ cẩm bản thân nó rất là nặng mọi người, nó rất là nặng. Gỗ đã rơi một tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 1,3-1,4 triệu của gỗ này rồi. Công cá nữa thì em mình đi giao lưu mọi người. Công làm rắn này em làm rất là nhanh thôi và cũng rất là hợp lý thôi mọi người nhé. Rất là nhanh và rất là hợp lý cho anh em thôi. Giao lưu các tình yêu bức này với giá là chỉ có 2,250 mọi người nhé. Anh em đam mê những sản phẩm VIP thì chơi giá hợp lý ạ, đủ tiền công nhá. VIP chứ không phải bán giá hợp lý thôi, chứ không phải VIP đẹp mà bán những giá trên trời đâu. Nhận hàng kiểm tra sẽ cực kỳ thích ạ. Duy nhất một em đẳng cấp. Theo đến giới thiệu mọi người một cái sản phẩm này. Cái này thì đã hứa với mọi người từ mấy hôm rồi, mà hôm nay thì mới quay. Để một chút em bỏ em bên đi. Lặng quá, một mình em không biết được. Đảm bảo mọi người chú bò, đây là chú bò VIP. Một cái chú bò mà được cái gỗ lu này ấy, thì to như này ấy. Các bác mua thị trường thì chắc phải bỏ số tiền có khi là 7-8 triệu, thậm chí này cơ số là khá nhiều tiền luôn. Quay cho các bác hãy ngắm đi. Siêu phẩm khổng lồ. Gỗ thì em đảm bảo mọi người đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn mọi người ạ. To nhưng mà là VIP. To lắm. Dã man lắm mọi người. Vân đẹp lắm, hàng lu mà. Gỗ lu sụn mà. Lu sụn. Mà giá lại cực kỳ bình dân. Khủng. Liền nguyên khối. À đâu chắc hai sừng thôi. Mà nó đẹp lắm, nó nguyên một cái gốc u rất là to. Gốc hương đấy, một gốc hương u sụn rất là to. Sau đó nó đục lên một con bò dã man. Các bác nào nhà không gian to sưu tầm một chú bò này này. Đã cấp luôn một lần. Khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Mà nó đẹp, to này nó đẹp chứ. To xong lại đẹp. To và còn đẹp. Để em đo kích thước trước ạ. Cao 60 nhé. Cao 60.
chiều dài, cao 60, chiều dài là 75, dài 75, khủng khiếp luôn. Đây là một cái gốc gỗ rất là to, độ dày hơn 30, sừng này là chắc, hai cái sừng này là chắc, sừng này chắc chắn là chắc, không sừng liền. Nếu sừng liền nữa thì cục gỗ này chắc phải một tạ, nếu mà sừng liền thì cục gỗ này chắc phải tạ hơn tạ, bởi vì bản thân cục gỗ này trước khi nào nó là 82 cân rồi. Nếu mà cái sừng liền thì nó chắc phải tầm 1 tạ 1 tạ 2 gỗ. Quay mọi người đi, à, cấp luôn, không có tí vết lỗi nào mọi người nha, hàng không có tí vết lỗi nào nha, con hoa này mà không có tí vết lỗi nào luôn. Mọi người nhìn này, đây mọi người nhìn này, anh em thẩm cái chất gỗ hương hàng gốc nu sụn của mình đi, hàng thì anh em cũng chơi thì chơi hàng gì. Đây này, chi này là rất là nhiều nu mọi người nhá, đây này toàn nu hết đấy mà, nguyên một cái gốc nu mà toàn nu hết. Sau này đây nu hết đây này, mọi người nhìn nu chưa, nu hương đó, đây trên này này, một cái dải nu từ đến đây luôn, đây vân này, vô duyên thế nhỉ. Này mọi người nhìn này, nó như có cái những cái chun mà cái vân này nó đẹp, đẹp dã man luôn, phê, đẹp lắm mọi người nhá, khủng khiếp luôn đấy. Anh em thích sưu tầm bằng khủng thì chơi thôi, giá thì để bình dân mà, bình dân lắm. Tầm em bảo em hứa mọi người em bán rẻ này, con bình thường con bò này nhá, mọi người có đi mua ở đâu rẻ nhất cũng phải tầm khoảng hơn 6 đồng, đấy là thật, phải hơn 6 đồng mà chưa chắc nó còn có cái chất gỗ già mà xoắn xịt xịt như này đâu, toàn bộ là không có vết nỗi gì mọi người nhá. Đây anh em kiểm tra này, là cái chất vân này tự nhiên hết nhá. Đây cái này nó chính là những cái đường sụn của gỗ đó, nó là những cái đường sụn của gỗ đó mọi người, không có vết lỗi gì cả. Đây là những cái vết lu, cái này kinh điển lắm. Đây là cái mặt sau ấy, mặt sau cũng kinh điển rồi. Đây này, những cái sần, cái sụn, cái chun rất là lòng hoàng mà bét tay là nhè của gỗ luôn, bét tay là nhè luôn. Đây mọi người nhìn này, đẹp chưa. Đấy, anh không có tí vết nào, tất cả những cái này nó tự nhiên đổ gỗ hết, em không chỉnh sửa đâu. Nhiều lần thì người ta cứ vẽ vời các kiểu là điểm mà nhưng mình không kể. Em chơi chơi quần dê luôn, khủng khiếp luôn. Em mình xin giao đi mọi người chú bò này với cái giá cực kỳ êm ái, cực kỳ mềm mại và vô cùng hợp lý mọi người nhá. Tiền gỗ thưa với mọi người, tiền gỗ của gỗ này là 3,2 triệu rồi, 3,2 triệu rồi đó. Em mình xin giao lưu mọi người giá của chú bò này là 5,2 đồng không ship. Anh em nhanh tay với bè nhá, chưa bao giờ có một bò khủng ở cái giá này đâu ạ, duy nhất ngày hôm nay đó ạ. Và may mắn ạ, may mắn ạ, may mắn ạ, con củ gỗ nó lợi. Bình thường con bò bé tí bán 3 triệu rồi mà còn chung có cái chất gỗ lu này đâu. Đây là lu hương nhá, này vẫn kinh chưa, ok chưa mọi người, để em bê xuống nha, đẳng cấp đó, đẳng cấp đó anh em ạ. Anh tay bế 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 này, không là không bế hơi tiếc vì không phải lúc nào có giá hợp lý này. Được rồi, đẳng cấp đó anh em ạ, đẳng cấp đó anh em ạ, đẳng cấp đó anh em ạ. Để bê chú bò xuống, em tiếp tục lên cho mọi người một siêu phẩm, siêu phẩm bức này, nó bức siêu phẩm cho anh em nào đang cần tìm một bức đẹp mà đẹp. Bê được, bê được, không bê phải cố để quay được mà đẹp. Xoay ra và bên hai bức tranh bên ra bức này bê được nên là cả một sự cố gắng mà em đã cố gắng bê đây nó đẹp rồi. Ah!
thử nhé. Bỏ vào cái bàn chân bàn nhé. Khiếp thật. Rồi. Đỡ bảo rồi. Tay ra, đừng cho tay vào, mất tay đấy. Mọi người thấy vất vả, hai vợ chồng nó vất vả không? Cái siêu phẩm nó quá kinh khủng. Một bức võ tòng đả hộ. bức đặt ma đả hộ, một bức đặt ma đả hộ. Và hàng này là hàng khủng khiếp. Nguyên một cái gốc hương. Mọi người có hương bao nhiêu? 2 tạ phôi. Và đục đi để ra bức đặt ma đảo hàng nghìn khối. Và bức này thực ra cái bức này ấy, là hàng này là làm theo đơn đặt hàng. Nhưng mà lại bỏ. tầm này làm hay từ nhiều anh em đặt hàng không bỏ lắm. À, khách đặt hàng là một bức đặt ma đảo hổ đúng thế này. Và thứ hai nữa là con hổ phải yêu cầu làm siêu kỹ. Làm siêu kỹ và làm theo đúng cái mốt hổ thị trường bây giờ là chặt vằn đấy, cái vằn hổ chặt vằn đấy. Và con hổ phải làm cái thế nào đó nó trườn, uốn lượn trườn và nó phải cực kỳ đẹp. Các bác bức này về các bác phải làm thực tế, mọi người thấy là con hổ này làm. Vì em đầu tư riêng cái phần con hổ này thuê đục là 3,5 triệu. Đục riêng nhé, thợ đục hổ riêng. Sau đó đến thợ làm đặt ma riêng, hai người thợ mới làm được một tác phẩm này. Chứ không phải là một người làm được. Đó. Nguyên một cái gốc hương rất là to. Và gỗ thì không có chắc ghét thì mọi người đang điền khối mà. Đấy. Bây giờ em sẽ có sơ bỏ kích thước. Anh em thích hàng khủng như thế này. Thực ra nó cũng hàng này cũng không mấy khi người ta làm. Bởi vì làm là đầu tư công rất là cao. Riêng cái phần hộ này là đầu tư kỹ. Em sẽ nói kích thước cả kỹ và không kỹ. Cả kỳ 1m35. Không kỳ à? Không kỳ là 1m05. Chiều rộng của... chiều rộng 62. Rộng 62. Và cái độ dày, dày 40 phân. Dày 40 phân mọi người. Mời mọi người ngắm. Lại gần và ngắm. Anh em sẽ thấy là cái hàng này là đó là hàng đục rất là kỹ và tất cả những cái này đều là liền hết từ cái gậy. Đây là gậy trúc, gậy trúc nhá. Đây là gậy trúc này. Đó, đây là gậy trúc này, phần tay này. Mọi người nhìn này, đây là hàng kỹ, phần tay đây là quay nghiêng như này. Nhá, cái gì? Sáng rồi, sáng quá, sáng rồi. Đi. Đổ. Rồi bây giờ bỏ tay anh để đổ. Bỏ tay bỏ không đổ được. Nặng. Đấy. Nặng lắm mọi người. Tôi hơi bị nghiêng cho mọi người thông cảm giúp em nhé. Anh đỡ để em quay ông xôi bê xuống đổ. Ui. Để quay anh cái chéo qua này thì nó sẽ thấy cái chiều ngang này. Mọi người sẽ thấy là cái chiều ngang này, cái này nó phải quay, nói chung là đây là đục thợ đục ra đến tận chỗ này cơ mà. Đục ra đến tận bên này mọi người, những cái phần đuôi hổ này. Đây này. Đây là thật đục nam này, con hổ này mọi người nhìn này. Đấy, cái chân này, chân hổ này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, và phần này mọi người nhìn cơ kiếc con làm rất là kỹ. Mọi người thấy là những cái phần cơ này đều nổi hết lên. Đây này, vì riêng cái phần hổ thuê thợ đục hổ nó mất 3,5 triệu rồi. Đó, phần cơ hổ làm hết lên đây. Vằn cơ hết lên này. Tay này, mặt này, đục rất là kỹ, đục cả bên trong này nữa luôn cơ mà. Đấy, cặt mà bên trong vào luôn, mặt hổ nhìn rất là dữ luôn. Đấy, đây này, mọi người cơ lộ hết lên này. Anh em thấy những cái phần cơ đều lộ hết. Đấy, 4 chân đầy đủ nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Trông nhiều bác nghĩ thằng ấy chỉ đục 3 chân là chết. 4 chân đầy đủ. Quan trọng là đằng sau phải đặc xịt. Bây giờ là em không xin phép quay không đằng sau rồi nhá mọi người nhá. Quay anh em vào trước thì mai sẽ quay đằng sau. Nhưng đảm bảo với anh em luôn, đây gỗ đây này. Nó còn ra đến tận đây cơ mà. Đây này, nó ra đến tận đục ra đến tận đây cơ mà. Vì là cục gỗ to lắm, 2 tạ phôi mà. Đấy.
Lúc này em sẽ Minh sẽ để cho mọi người cái bức đặt mà đặt bao đảo hồ này. Vì cái giá thì sẽ hợp lý, tí em sẽ quay một chút, em đứng ở đây em quay một chút cái đằng sau để mọi người ngắm cái đằng sau. Đây, xin phép cô quay được bởi vì nó nặng quá. Bây giờ cái bàn xoay này bỏ xuống rồi. Đây. Nguyên cái đệm cái da gỗ này. Có bạt ra rồi mọi người nhá, có bạt và làm sạch cái da rồi. Đây nguyên một cái gốc hương mà. Nguyên một cái. Ui giời, sao quay thế giữ tay mà chứ. Cái đấy hỏng rồi. Giữ tay vào máy, cái đấy hỏng rồi. Đấy, mọi người nhìn thế này. Đấy, nguyên cái da hết nhá. Ok, rồi rồi, thế thôi. Nguyên da cũng. Đây, cái này là làm sạch sẽ hết rồi nhá. Đảm bảo về mọi người nhận hàng là cực kỳ ưng luôn. Sạch sẽ hết rồi. Và cực kỳ bền luôn. Nó cái màu, màu tự nhiên. Đó. Nói chung là tứ diện mà. Nhà to không mày cũng này mọi người nhé. Còn nhà bé cũng mày đâu, bởi vì chiều rộng có đến 60 phân cơ. Đấy, coi nhé. Nhà bác nào phải khá là to thì mọi người mới bày được bước này. Còn nhà nhỏ thì có hơi khó bày bởi vì là bước này nó tốn rất là nhiều diện tích. Như cái phần hộ đục mất 3 triệu rưỡi tiền công. Đây có đục thêm một cây tùng. Những cái bức như này ấy, các bác bỏ ra mua thị trường thì em đảm bảo mọi người không có giá gì 15 triệu. Anh em cứ đi tham khảo mà xem. Khủng khiếp này thì không có giá 15 triệu. Thế mà em Minh ngày hôm nay để mọi người giá nghe phát mua được luôn nhá. Nghe phát mua được luôn. Bức đạt ma đảo hổ hàng gỗ hương liền khối nguyên một cục khủng khiếp này. Đục kỹ này, giá cho mọi người cực kỳ êm mái và mại mà duy nhất ngày hôm nay có giá này nhá. Em Minh xin giao lưu mọi người với giá là chỉ có 9.850.000. Ok chưa? Tuyệt vời chưa? Mọi người tính gỗ tính công giúp em. Đây chẳng qua là có cái giá này, chẳng qua là hàng khách đặt thì đã có cái tiền đặt của khách rồi. Thì cái tiền đặt đó trừ vào đây cho mọi người để các bác mua này, chứ còn bức này em bán cho khách là chính xác là 12.500.000 cơ. Đấy. Thì khách không lấy nữa thì cái tiền đặt đấy là sang cho mọi người. Chứ còn giờ hai tạ gỗ em đảm bảo mọi người hai tạ gỗ giờ là 7 triệu tiền gỗ rồi. Mua rẻ là 6 triệu tiền gỗ. Bây giờ công đục con hổ này, công đục đặt ma này, nam kỷ bên dưới này. Anh em tính ra thế có phải hơn 12 13 triệu được không? Đó anh mà bán cho anh em có giá 9 triệu 9850 thôi. Thì là nói chung là gỗ với tiền một chút tiền công. Đẳng cấp nhá. Ok thôi, phép để hạ sản phẩm xuống. Khá là vất vả. Bây giờ cứ hạ đi thôi. Đứng bên đấy. Đấy, bám tay bên dưới. Đỡ tay bên dưới nhá. Rồi, các bạn, hạ đâu xuống dưới. Rồi, khủng khiếp đấy mọi người ạ. Đảm bảo với các bác luôn là trên thị trường ấy, không ai bán giá này đâu. Duy nhất mình em Minh bán cho mọi người một cái bức gỗ hương đẹp như thế mà đục như thế. Đục đấy là đục kỹ rồi đấy ạ. Không phải đục vừa vừa đâu. Mà khủng khiếp như thế, giao lưu mọi người giá quá êm ái mềm mại. Anh em lên tay bê về luôn. Cho mọi người cái trung cọc trong góc đi, bỏ em bán rẻ đi, em bán thanh lý cho mọi người cái trung cọc để lâu rồi nhá, tam cọc để lâu rồi, hàng sụn hơn cái này phải lâu, nặng lắm, nhổ, em để cho mọi người cái giá sản xuất ra. Sản xuất ra đi. Em để chỉnh lại cái bảng. Để lại cho anh em với giá đúng giá sản xuất. Chúng ta hàng lần trước em quay clip rồi. Đây là hàng sụn hương nhá. Mọi người nhìn toàn bộ cái mặt chum mà nó sụn hương hết. Một bước như này ấy, em mình sản xuất ra ấy, là công cán thợ thuyền cũng đạt vào. Nó rơi vào tầm khoảng 1.7 triệu, trả dấu giếm cho mọi người là 1.7 triệu. Hôm nay sẽ để cho mọi người giá đủ cái giá đấy thôi và cái một chút tiền đóng bọc nguyên một cục gỗ hương nhìn cố đụng cho ba cọc. Bây giờ em đảm bảo mọi người là cục gỗ này chắc chắn phải xí xát 1 triệu rồi, tiền sơn tiền công làm nữa,
đây là thợ nhà làm, đâu đi thuê chắc chắn không bán ra này đâu. Hương ta Gia Lai nhá, em quay cho mọi người cái mặt chu để nó kích thước, em bán là thành ý cho mọi người cho hết hàng đi, em làm hàng khác để lâu rồi, để tầm khoảng nửa tháng này. Rộng là 41, chum này mọi người nhìn toàn bộ sụn hết, cao 32, rộng 41, cao 32 và sâu rồi, sâu 35, rộng 41, cao 32 và sâu 35. Đây là cái sụn, chum sụn hết này, 1790 giá sản xuất luôn nhé, không đợi em bán 2.1, 2.2, hình như 2.1, đây 1790. Mọi người mua ra sản xuất để bán cho hết anh em một bộ, chuyện to lắm mọi người ạ. À, một con cóc bé tí bây giờ bán là 1.5 triệu, 1.7 triệu rồi, mà cái này bán mọi người cũng 1.7 triệu. Làm ra 3 triệu rồi thành như bao nhiêu. Mà hàng này là hàng mới mọi người nhá. Cái bức này là một bức Di Lặc Lu xá xị rất là thơm, thơm cực kỳ luôn, hàng mới đét đẹp của em. Lần đấy cho mọi người nhìn thấy gỗ cực kỳ lạ. Đây, đặc gần như đặc nó có chỉ một chút đũa đoạn này đi này. Một chút nó chỉ tầm khoảng 2 3 phân thôi. Đó, còn cái hàng này là đặc xịn rồi. Xịn luôn. Đây. Đây cái một chút đũa đến đây này mọi người này. Đến đây là như nhá. Đó, đây là lưu giá xịn. Trên nhà, trên xưởng em còn tầm khoảng lửa tấn lưu giá xịn em không nè. Đây một cái nhìn này, tứ diện nhá, không có tí vết nỗi nào luôn. Không lũa đằng sau, không vết nỗi, không gì, cực kỳ nhiều gỗ. Một cái cục như này làm xin mọi người là hoàn toàn là không dưới 40 cân phôi cắt đi làm để nó ra được những cái. Đây là những cái chân lưu đi công nó chạy này. Đấy, dòng này nó cũng nu mua đắt nhá, xong lại công thợ làm nó cũng cao hơn bình thường một chút. Đấy, đấy em làm ra chính xác em không dám nói sai mọi người là 3.1, em làm ra đúng 3.1 mọi người nhá. Đây em nói thật luôn đấy, không dám nói sai, từ là cái nào em mình nói thật, nó nói thật, mình không dám nói sai mọi người. Em làm ra 3.1 để em nói kích thước xong rồi em để mọi người làm đi, anh em bê về đeo thơm, bữa thơm hàng nu, cao 36, rộng là 38, cao 36, rộng 38 và độ dày là 25 phân, thơm lắm. Anh em về kiểm tra, thơm dã man luôn. Nhưng mà cái hàng này nó cực kỳ nhiều dầu, em ngồi đang rất là xa này nhưng mà em ngửi cái mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Cực kỳ dễ chịu, anh em về để ban thần tài. Ban thần tài đun kẹo rồi. Cũng không có tí vết nào luôn, gỗ rất sáng màu và đẹp, em có tẩy tẩy qua xí cho nó đẹp. Em làm là 3.1 triệu, thu hôm nay em để cho mọi người này tình cảm đi, không nói đến vấn đề giá cả sản xuất xếp hình nữa, 2999 không ship, có chưa, chấp nhận bán dưới giá sản xuất luôn cho anh em, anh em chưa cho hết hàng thôi. Hồi tập này em sợ tốn lắm, cuối năm rồi, vợ chồng em muốn đẩy hàng ra để mà để có nấy để vào đấy, để ngoài, để ra ngoài này để mà tất toán cuối năm ấy, vì bọn em chỉ làm đến tầm khoảng thế tháng 11 bọn em nghỉ rồi, tháng 12 em không làm nữa đâu, năm nay năm nào cũng thế, không phải năm nay mà năm nay em còn nghỉ sớm hơn mọi năm. Năm nay nghe chiều hướng là cũng thật sự là cũng không kiếm ăn được, đâm ra là nghỉ sớm. Chia sẻ mọi người một cái bình nan, đây là cái bình nan trong cái lô 5 cái bình nan của em làm, cái bình này là mà bình thứ tư và em còn một chiếc bình nữa. Đây, anh em nhìn là tất cả những cái này nó đều là nguyên cái khối cái gỗ, nguyên một cái gốc hương, một cái gốc hương, sau đó là dựa trên đó mới đục ra những cái bình, những cái cây lan cái nước này. Thì chiếc bình lan này thì em mình sẽ để cho mọi người cái giá rất là hợp lý để anh em đam mê anh em chơi nhé. Cái hoa hiếc này thì mọi người để cái vị trí nào cũng được, và chị em phụ nữ rất là thích luôn, nguyên liền ấy đẹp. Đâu là cao là 76, cao 76, rộng 39 nha,
và sâu là 25. Cao 76, rộng 39, sâu 25, hàng đỉnh nguyên khối gỗ hương ta. Đục kênh bong hoa móc, gỗ đã tầm khoảng. Xin thưa mọi người, của gỗ này 1 triệu 3 này. 1 triệu 3 của gỗ. Em mình bán lấy mọi người đúng 1 triệu thì công 2379 không xịn. Cái này nên em lấy đúng công thọ vào tiền gỗ thôi. Còn sơn si nữa. Tụi em xin phép không đi công này. Hôm nay bán cho mọi người cho hết. Kiếm ăn được một chút thôi. Tùy sản phẩm kiếm ăn. Cái này tôi bán hết. Để dồn vì trên xưởng vẫn còn đâu đó tầm khoảng thợ đang vỡ rơi vào tầm 5 bình nữa. Thợ đang vỡ 5 bình nữa. Nhanh lắm. Này, thợ nhà vỡ kinh lắm. Vỡ và ngoặt ra rất là nhiều. Nên là phải bán thật là nhanh. Không nhanh là không hết đâu. Nên cho anh hai một chút chắc cái anh bán thành lý cho mọi người hàng một chắc. Em còn là lô long thì chắc. Em đây em xin phép xả cho mọi người hai con. Rồi xong. Cầm hết rồi. Rước hết rồi. Tôi bỏ con xước người ta không xước em mai xước này. Cầm hết rồi. Nó rơi xước mọi người. Để em bỏ con đây ra. Để bán thanh lý đi. Làm mà em làm một đô tất cả là 10 con ấy thì em bán là còn 5 con. Còn lại thực ra là trước những cái chuột chắc để bán toàn 1 triệu con. Đấy cái rẻ không? Quay rồi. Để lâu để hơn tuần nó bị tất cả đều là hàng mới chứ mọi người. Mà hàng nhà nó nhiều quá ấy. Mình không bán nhanh là gần như là nó sẽ chỉ cần là 1 tuần 2 tuần nó sẽ thành hàng cũ. Mọi người hình dung chưa? Vì cái số lượng thợ nhà em nó làm ra quá là nhiều. Chỉ cần 1 tuần 2 tuần mà mình không bán ấy thì cái hàng nó sẽ thành hàng cũ rồi và hàng mới nó về nhiều ấy. Nhiều lắm, em làm mà số lượng nhiều lắm, đâm ra là muốn bán nhanh thì để lại vào hàng mới. Mặc dù những cái hàng này của em Minh nó chỉ là ở trong nhà rơi vào tầm khoảng 1 tuần 2 tuần thôi. Này là em sản xuất ra nó cũng phải rơi tầm 850 một con. 850 một con bởi vì cái gỗ này nó nhiều. Gỗ chắc này chắc ta, chắc đỏ đen đấy mọi người ạ. Anh em về kiểm tra nhé, đây là chắc đỏ đen mọi người nhìn. À, những cái phần đế nó mọc bên dưới này đen xì. Mọi người nhìn chưa? Chứ có đế bên dưới là mà đỏ lòm ấy. Thì mà bên trên này đen là chúng ta phải hơi nghi ngờ. Nhưng mà bên dưới đế đen xì, mọc đen xì bên trên là chắc chắn đen xì. Hai con. Mình nhìn chưa? Toàn là chắc tay đen xì hết. Đây là số 1, mã số 1. Mã số 1. Em đo kích thước xong rồi báo giá luôn. Em bán thu hồi cho mọi người nhé. Rộng là 23. Cao 15. Và sâu là 15. Rộng 23, mã số 1 là rộng 23, sâu 15 và cao 15. 850k thu hồi nha, bán thu hồi vốn. 850k vẫn còn 3 con nữa, anh em nào đam mê thì chơi. Giá cũng là như thế. Con này rộng là 24, cao 22 và sâu là 14. Rộng 24, cao 22 và sâu 14, cũng là chắc đen hết. Con này số 2, giá 850k, giá thu hồi nha. Các bạn này. Nên không, mình con heo, một con heo to, một heo nhỏ. Đấy, con đẹp đấy, đưa con VIP lên. Con VIP, con kia, đấy, con VIP to lên. Con cầm ở thợ, cầm đế lại gãy tai. Cầm chuyên đời, cầm kiểu rất là không chắc chắn gì cả. Ôi, từ từ đến hai con đâu. Từ đã. Number one số 1 nhá. Number one, con này là number one luôn. Về cả đường nét, chất gỗ, chất vân đều là số 1 hết. Anh em nhận hàng kiểm tra chỉ có khen không có chê. Anh em nhìn này, đẳng cấp, đẳng cấp mọi người nhá. Con này là một con heo đẳng cấp nhá. Vân nó bám một tí giác này, nhưng mà cái tí giác này nó chẳng ảnh hưởng gì.
và vì nó có một tí giác này đâm ra cái vân nó đẹp lắm, đấy là xịn phê luôn. Mã số 1 qua mắt trong mặt nó có thật. Con này sáng bao nhiêu khách hỏi nhưng mà em báo toàn 9,5. Mọi người giờ chỉ thích cái heo tầm khoảng 500-600 thôi, bé bé thôi. Con này dài 26 này, cao 14 này, dài 26 cao 14 và sâu là 14, dài 26 cao 14 và sâu 14, đặc xịt nhá. Giao lưu anh em này, anh em phát mua được luôn này, đẳng cấp này nhá, 790k. Em nói mọi người không mua con này hơi tiếc ấy ạ, con to này mà nó mập mạp này, vần này về luôn khủng à, hàng khủng cho anh em. To nha, con này nó gấp 3 cái con 790k vừa rồi. Con heo này này, nếu mà kích thước tổng thể nó to gấp 3 con 790k rồi. Quay sát cho mọi người ngắm chất vân, cao 22, cao 22, rộng 32 và dày là 17. Để anh em ngắm không đẹp không lấy tiền đâu ạ, chết gỗ này, quả mông này, mọi người nhìn quả mông này, uy tín chưa, uy tín chưa, quá đẳng cấp luôn, khủng khiếp đấy. 1379, 1379 không ship mọi người nhé, 1379 không ship, mời anh em lên tay, giá giật mình luôn. Cổ gỗ là chắc phải rơi tầm khoảng 800 cổ gỗ. Ok, tôi clip này em xin dừng đây mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mọi người yêu thích món gì thì hãy liên hệ bên em lên chốt đơn. Em xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người buổi tối cùng ngon.